Mở đèn lên coi, về dân chơi Cali á nha. Lắc đi, lắc, 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 lắc. Nóng quá, sao hạ được không nội? Cái này là không có cái là chủ nhà không thứ hai nè. Lắc tiếp coi. Sao không có, ê, bà Thành lắc ngon hơn á nha. Lắc hết luôn. Lắc hết luôn. Lắc hết luôn đi. Bỏ hết luôn. Ngon, lại lắc thì mới ngon, nó rỡ, nó ngon lắm rồi. Rồi nè, mày á. Lắc đi. Đó. Đó. Chỉ có dân chơi cái lưng mới lắc vậy thôi nha. Bộ chơi cái lưng đâu? Ông lắc được gì không? Tàu nhỏ ra kéo hai chiếc đi ra chạy. Đừng chọc ai chứ đừng chọc chủ nhà mất đi chơi nha. Oh man. Mà nhớ không? Em Quang Mỹ. Bây giờ lắc đâu? Nhớ nha. Ngày mai nhớ coi video tôi, nhớ slap subscribe nha. Nhớ subscribe với nha. Uncle Roger nha. So coi YouTube nhớ slap subscribe, slap like, slap the like button. Uncle Roger, don't make Uncle Roger upset. Em ơi lên. Trời, cái này mà kiểu này mà tôi vô pha YouTube là tôi chỉ vô tay súng. Thôi đi. Cái này là vô vô mà. Cho nên là mình phải chuyển luôn. Để cho nó nóng nó giữ cái nhiệt. Cháy cái bồn mà. Không lật cái mặt kia lên. Kia đó đi 1, 2, 3, 4, 5. Oh man. Lắc đã luôn nha. Ice Tackle nha. Đúng ra nó ngon hơn nữa. Là nếu mà có cọt đông lưu rõ vô là ngon nữa. Không mà đổ đông lưu vô mà nó cứ chậu chậu vậy sao nó bát đâu có nữa được. Mấy nửa là đi. Oh man. Ai coi YouTube nhớ slap subscribe nha, nhớ subscribe với nha. Rồi rằng rất biển uổng quá. Lửa vô nó mới ngon. Lửa vô nó thơm nè, giờ nó có mùi chảo luôn rồi. Có mùi chảo lên nè. Có lửa, có mùi khói vô, lửa vô nó ngon rồi. Rồi, thơm phức. Rồi, đây nha bắp phay nha. Thơm phức. Hưởng tiếp nha. Ba đứa con nít vô hưởng. Nè, với mày mấy nhỏ nha. Mấy nhỏ. Thằng nhỏ này bốc trước vậy á. Bốc cho cái điện miếng anh. Anh. Cô nãy em để